này là gì, bên này là cung hoàng gia hay là gì nè. Đi lên bậc thềm nha anh. Đây là Mahanat. Mình mới vừa con thuyền này đi lên nè. Không biết sao mà đi người ta lại không có thu tiền. Tức là do khách du lịch hay là lên về tới thu tiền. Đường xá đây sạch chứ ha. Đường xá sạch sẽ kìa chứ. Là cái xe chở nước ngọt bên Thái. Đường xá bên đó cũng sạch sẽ ghê ha. Nhưng mà mấy cái nhà thì cũng không có, mấy cái nhà bên khu bên này cũng không có hiện đại như bên Việt Nam. Không như bên Nhật Bản. Đồ Thảo đang quên kim. Thank you.
biển Bà Nà. Ngày khi đây có mì càng bơi chạc mì càng hay càng cằn. Nhiều có cái chùa gì cả, cái chùa bên kia là gì ta, cũng đi quốc gia hay vậy, chưa có cầu to ghê chân. Yeah.
đem mình nuôi cho kinh cờ năng này. Thank you.